Xin chào tất cả quý vị và các bạn, và chúng ta đang cùng chuẩn bị được đến với trận đấu giữa các cầu thủ ngân hàng tài chính và các cầu thủ khoa luật. Ngày hôm nay thì các cầu thủ ngân hàng tài chính họ ra sân với bộ trang phục áo cam quần đen, còn bên phía các cầu thủ khoa luật họ ra sân với bộ trang phục. Vừa rồi các cầu thủ bên phía ngân hàng tài chính đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ ngon lành. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt góc này. Tình huống chuyền bóng cắt thẳng vòng trong. Vừa rồi là một tình huống phối hợp không tốt giữa hậu vệ và thủ thành bên phía các thủ ngân hàng tài chính, nhưng ngay lập tức họ đã có câu trả lời. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tình huống chuyền bóng vào cột 2 cực kỳ sâu. Cú dứt điểm thẳng luôn. Và như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ áo cam. Người vừa ghi bàn là cầu thủ mang áo số 7, Nguyễn Trường Khánh. Chúng ta hãy cùng đợi chờ tình huống quay chậm lại để xem điều gì vừa diễn ra. Đây là cơ hội dành cho cầu thủ áo cam. Cú dứt điểm nhưng không được. Tình huống vừa rồi là tình huống chuyền bóng về cột 2. Và đây là tình huống dẫn đến bàn thắng. Một pha phòng ngự không tốt của các cầu thủ bên phía khoa luật. Một tình huống phá bóng. Hiếu. Cơ hội không được. Người vừa bỏ lỡ cơ hội vừa rồi là cầu thủ mang áo số 7 Trường Khánh. Tình huống tưởng chừng như Trường Khánh sẽ ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú đưa bóng vào là quá hợp lý, nhưng Trường Khánh đã không thể tận dụng được cơ hội này. Đây là pha lên bóng dành cho các thủ bên phía khoa luật. Tình huống đập 1-2 cực kỳ hay giữa Thông Sôm Sanin và cầu thủ mang áo số 23 Đức Dương. Chúng ta cùng xem lại tình huống đập 1-2 này. Nhưng khá khó thôi thì Nguyễn Trường Khánh đã ghi được bàn thắng. Đây là cơ hội. Vẫn đang là cầu thủ bên phía ngân hàng tài chính với tỷ số là 2-0. Chúng tôi vừa nhắc đến sự lập bập của hàng phòng ngự bên phía khoa luật thì một lần nữa họ lại thi đấu không tốt. Và người ghi bàn vừa rồi đó chính là Nguyễn Trường Khánh. Cú đúp của Nguyễn Trường Khánh trong trận đấu ngày hôm nay, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú phá bóng không tốt của cầu thủ mang áo số 6 bên phía cầu thủ khoa luật Hồ Phi Long. Và một đường kiến tạo cực kỳ hay dành cho Nguyễn Diệp. Tuyến 2 và tỷ số là 3-0 dành cho các cầu thủ ngân hàng tài chính. Người ghi bàn vừa rồi là đội trưởng Vương Xuân Hải. Cú dứt điểm tốt của Vương Xuân Hải trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Quá nhiều khoảng trống dành cho Xuân Hải. Và cú sút cực kỳ căng. Cũng có thể sẽ chứng kiến một trận thua đậm của những cầu thủ khoa luật. Vừa rồi Mạnh Hùng là người có cú dứt điểm, nhưng thủ thành Tiến Anh đã chơi tốt trong tình huống đó. Lại là Mạnh Hùng. Không được. Vừa rồi là Trương Khánh dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống trước đó của Mạnh Hùng. Rất may là những cái chân của thủ thành Tiến Nên Anh là người rời sân. Tình huống phản công dành cho các thủ bên phía ngân hàng tài chính. Vẫn đang là các thủ bên phía ngân hàng tài chính. Cú dứt điểm. Và tỷ số là 4-0 cho cao thủ bên phía ngân hàng tài chính. Tình huống để trứng của thủ thành Tiến Anh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một cú dứt điểm hơi một tình huống phối hợp hơi dối, nhưng các cầu thủ ngân hàng tài chính vẫn có bàn thắng. Tình huống đẻ trứng của thủ thành bên phía khoa luật. Phút thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Cơ hội dành cho các cầu thủ bên phía khoa luật vẫn còn. Cú dứt điểm. Và như vậy là các cầu thủ bên phía khoa luật đã có bàn thắng danh dự. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4. Người vừa ghi bàn vừa rồi là cầu thủ mới vào sân Vũ Minh Sang. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bây giờ thì đến lượt hàng phòng ngự bên phía ngân hàng tài chính chơi không tốt. Và Vũ Minh khoa luật. Khoảng cách đang là 3 bàn. Và trận đấu chỉ còn những giây cuối cùng nữa. Đây sẽ là tình huống cuối cùng. Cơ hội không được. Khá đáng tiếc dành cho cầu thủ mang áo số 25 Nguyễn Minh Tuấn trong tình huống vừa rồi. Anh đã có tình huống đối mặt với thủ thành. Nhưng
Và chúng ta hãy cùng đợi tiếng còi kết thúc trận đấu này của trọng tài. Và như vậy là trận đấu giữa Viện Ngân hàng Tài chính và Khoa Luật đã khép lại với chiến thắng cực kỳ đậm đà, chiến thắng 4-1 dành cho phía Ngân hàng Tài chính.